giờ sẽ chia tay bóng đá Việt Nam. Có lẽ là thông tin buồn nhất vào lúc này của nền bóng đá nước nhà. Ai cũng biết những gì thầy Park mang lại là một di sản khổng lồ, mà không biết đến bao giờ chúng ta mới tìm được thuyền trưởng nào có thể kế thừa xứng đáng. Trong hơn 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo gặt hái được rất nhiều thành công, mang về rất nhiều thành tích lịch sử. Chính điều đó cùng mối quan hệ tốt đẹp giữa thầy Park và các bên liên quan khiến người hâm mộ hy vọng ông sẽ tiếp tục đồng hành với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, quyết định chia tay đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo được chính thức thông báo một cách nhanh chóng và dứt khoát, khiến nhiều người hâm mộ bị sốc. Và câu hỏi đặt ra là vì sao huấn luyện viên Park Hang-seo lại muốn kết thúc nhiệm kỳ cực kỳ thành công của mình với các chiến binh sao vàng? Trong thông báo chính thức, VFF cho biết, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo đã đi đến thống nhất với sự thấu hiểu lẫn nhau và mong muốn một tương lai phát triển thịnh vượng cho đôi bên. Trao đổi với báo chí, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói về lý do huấn luyện viên Park Hang-seo không tiếp tục gia hạn hợp đồng. Vì lần này là ý nguyện của huấn luyện viên Park Hang-seo, ông ấy muốn tập trung nhiều hơn vào công tác đào tạo trẻ, như ông đã công bố nhiều lần trên truyền thông. Việc gia hạn hợp đồng đương nhiên phải có sự thống nhất từ đôi bên. Đôi bên thống nhất thì mới có thể tiếp tục gắn bó. Nếu một trong hai bên có những quyết định khác, thì phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng tôn trọng quyết định của huấn luyện viên Park Hang-seo mà thôi. Chia sẻ sau khi quyết định chia tay đội tuyển Việt Nam được công bố, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Tôi hiểu được những cảm tình và sự ủng hộ dành cho tôi trong quãng thời gian ở Việt Nam. Dù rời khỏi vị trí này, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp lại sự ủng hộ của các bạn trong tương lai gần." Trong khi đó, VFF thông báo trên trang chủ: "Dù kết thúc quan hệ hợp đồng, nhưng cả VFF và ông Park Hang-seo vẫn giữ mối quan hệ hợp tác thân thiết, cùng hướng tới mục tiêu phát triển của bóng đá Việt Nam." Được biết rằng phía VFF cũng đang thúc đẩy việc tìm kiếm huấn luyện viên trưởng mới cho đội tuyển Việt Nam. Theo nhiều nguồn tin, đã có những cử viên rất đẳng cấp trong danh sách này để thay thế cho chiến lược gia người Hàn Quốc. Tuy nhiên, VFF cần thêm thời gian để xem xét trước khi lựa chọn thuyền trưởng mới. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng giữa VFF và người đại diện của ông Park Hang-seo không tìm được tiếng nói chung trong việc đàm phán hợp đồng. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân dẫn tới việc ông Park cũng như là VFF đưa ra quyết định của mình. Nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc muốn dừng lại khi đang ở trên đỉnh vinh quang. Trong 5 năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang về vô số thành công mà những người tiền nhiệm chưa bao giờ làm được. Ngay ở giải đấu đầu tiên nắm quyền, ông Park đã giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U23 châu Á. Giải đấu đã nâng tầm rất nhiều cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam thời điểm đó. Tiếp đó, vào đến bán kết tại Đại hội Thể thao châu Á 2018, hay là liên tiếp giành huy chương vàng bóng đá nam tại SEA Games 30 năm 2019 và SEA Games 31 năm 2021. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, chiến lược gia người Hàn Quốc và các học trò mang về chức vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết của Asian Cup 2019 và đặc biệt là lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau gần đây những thành công, huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ hiểu rõ mình đang ở trên đỉnh vinh quang của bóng đá Việt Nam. Đồng thời, ông cũng biết rằng lối chơi của mình đã tới ngưỡng và không thể mang tới nhiều điều bất ngờ về cách sử dụng nhân sự cũng như chiến thuật vốn đã vận hành suốt 5 năm qua. Bóng đá Việt Nam đã đến lúc cần thay đổi. Huấn luyện viên Park Hang-seo là một huấn luyện viên chuyên nghiệp, nên ông thừa biết rằng không nên nắm một đội tuyển quốc gia quá 3 năm. Bởi sau 3 năm, mọi thứ đã đi vào lối mòn, từ chiến thuật cho đến các biên đánh đã khá cũ kỹ, dễ bị đối phương bắt bài. Cụ thể, ông Park biết rõ đội tuyển Việt Nam chưa thể vươn tầm châu Á ở thời điểm này. Khi đá vòng loại thứ 3 World Cup 2022, chúng ta thường bại trận. Vì vậy, nếu tiếp tục, ông khó đưa đội tuyển Việt Nam tiến xa ở đấu trường châu lục. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng thường nói rằng ông thích hợp với công việc làm giám đốc đào tạo trẻ cho một câu lạc bộ ở Việt Nam sau khi hết hợp đồng với VFF. Điều này mở ra việc ông vẫn ở lại Việt Nam, mảnh đất mà vợ ông rất yêu thích, để tiếp tục công việc của mình. Với danh tiếng đã gây dựng, thì việc kiếm việc ở một câu lạc bộ Việt Nam là điều trong tầm tay của ông Park. Và rất có thể, người đại diện của ông đã kiếm cho ông một công việc rất tốt với khoản lương cao sau những ấn tượng mà ông để lại bóng đá Việt Nam. Tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã đến vòng loại cuối của World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, những chiến binh sao vàng chỉ có thể giành được một chiến thắng và một trận hòa sau 10 trận đấu. Minh chứng để thấy, cùng với những ngôn người ấy, những người đã mang về nhiều thành công cho đội tuyển Việt Nam, những huấn luyện viên Park Hang-seo đã không thể làm mới hay mang về thêm bất kỳ một bất ngờ nào khác. Chính người đại diện của ông Park, ông Lee Dong-jun, cũng nói với báo chí rằng một trong những lý do ông Park dừng lại vì cho lúc này bóng đá Việt Nam cần luồng gió mới. VFF muốn đưa bóng đá Việt Nam tham dự World Cup khi mà FIFA đã quyết định tăng số đội từ 32 như hiện tại lên thành 48, thì cơ hội đến với World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn có thể. Khi đó cần một huấn luyện viên mới với nhiều sự đổi mới trong phong cách huấn luyện, mang tới những mảng chiến thuật mới và đặc biệt là truyền một nguồn động lực
mới cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Cũng từ đó mở ra cuộc cách mạng cho bóng đá Việt Nam để có thể tự tin trước các đối thủ hàng đầu châu lục. Điều mà tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo chưa làm được tại vòng loại World Cup 2022. Cho đến cuối cùng, thứ huấn luyện viên Park Hang-seo lưu tâm đến chính là hướng đi của bóng đá Việt Nam, chứ không phải là việc ông sẽ ngồi ghế nóng thì bao lâu nữa. Huấn luyện viên Park từng tâm sự rằng tùy thuộc vào tình hình sức khỏe của bản thân, ông sẽ cân nhắc việc có tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam nữa hay không. Vị thuyền trưởng sinh năm 1957 từng cho hay: "Cá nhân tôi muốn tập trung toàn bộ thời gian cho AFF Cup 2022. Đây có thể là giải đấu cuối cùng của tôi với tuyển Việt Nam, hoặc cũng có thể là chưa. Mọi thứ còn đang ở phía trước. Nhưng dù thế nào, tôi cũng muốn làm tốt nhất có thể ở giải đấu này. Trong hợp đồng có quy định, việc chúng tôi sẽ xem xét việc gia hạn hay không ở thời điểm trước 3 tháng khi hợp đồng kết thúc. Nhìn chung, chúng tôi sẽ phải suy nghĩ thấu đáo về rất nhiều thứ, xem lựa chọn nào là thích hợp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam." Và có lẽ sau nhiều đắn đo và suy ngẫm, thầy Park đáng kính đã có cho mình quyết định cuối cùng, đồng thời cũng có lợi nhất cho đôi bên. Ai rồi cũng phải rời đi. Từ ngày 31 tháng 1 năm 2023, thầy Park Hang-seo sẽ không còn là người dẫn dắt các cầu thủ Việt Nam chơi bóng nữa. Di sản mà ông để lại khỏi bàn là vô cùng lớn. Ông thành công hơn bất kỳ một huấn luyện viên nào trước đó. Bóng đá Việt Nam cũng đạt một vị thế cao hơn hẳn mọi thời trước đó. Cũng có thể thầy đã đúng thời điểm khi đến Việt Nam đúng vào mùa hoa nở. Nhưng tài năng, công hiến của ông là không thể phủ nhận. Nghe tin ông ra đi, dù không bất ngờ, người Việt vẫn đầy tiếc nuối, bịn dị. Người ta đã quen với việc có ông, quen đoán và cãi nhau sắp tới thầy Park sẽ dự định và thực hiện những điều gì. Hầu như ai cũng gọi ông là thầy Park. Ông đã thành thân thuộc, thành người nhà. Đó là thành công lớn nhất mà ông xứng đáng, không chỉ là từ những thành tích đạt được cùng đội bóng. Nó đến từ cách ông sống, ông hòa nhập, ông cống hiến, ông chia sẻ. Cả cái cách ông sai lầm cũng thật gần gũi, đáng kính mà cũng dễ thương. Sau này thầy Park sẽ đảm nhận một vai trò khác. Thật tuyệt nếu công việc đó liên quan đến bóng đá Việt Nam. Nhưng dù không phải vậy thì cũng không sao cả. Sau bao vất vả và gian truân của nghiệp cầm sa bàn đầy sóng gió, thầy Park cũng có quyền nghỉ ngơi. Dù có lý do nào đi chăng nữa thì việc thầy Park chia tay đội tuyển cũng không thể làm phai mờ hình ảnh ông trong tim người hâm mộ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đến hết video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, nhớ để lại một like và một subscribe channel Bình Luận Viên Mai Anh Tài nha. Đó là nguồn động lực to lớn để tụi mình có thể ra tiếp những video chất lượng hơn nữa trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.